Người dân sinh sống tại Vũ Hán ngày 28 tháng 1 bày tỏ sự ủng hộ dành cho toán chuyên gia do Tổ chức Y tế Thế giới dẫn đầu tới Vũ Hán điều tra nguồn gốc đại dịch COVID. Toán chuyên gia của WHO ngày 28 tháng 1 rời khỏi khách sạn mà họ bị cách ly tại Vũ Hán để bắt đầu điều tra hiện trường 2 tuần sau khi tới thành phố này, nơi virus corona chủng mới bùng ra vào cuối năm 2019. Cuộc điều tra đã gặp nhiều trở ngại sau những lần bị trì hoãn, những quan ngại về sự tiếp cận và tranh cãi giữa Trung Quốc với Mỹ. Hoa Kỳ tố cáo Trung Quốc che giấu mức độ đợt dịch bùng phát ban đầu và chỉ trích các điều kiện của cuộc điều tra thực địa mà theo đó các chuyên gia Trung Quốc đã tiến hành giai đoạn đầu của cuộc thăm dò. WHO chưa cho biết chi tiết thời biểu của cuộc điều tra, dù trưởng nhóm Peter Benchenbarek hồi tháng 11 cho biết họ có phần chắc sẽ đến chợ bán sỉ hải sản Vũ Hán, nơi chuỗi các ca đầu tiên được phát hiện. Nhóm bao gồm các chuyên gia độc lập sẽ lưu lại 2 tuần tại Trung Quốc. Nước đã áp dụng nhiều biện pháp gắt gao, trong đó có việc ngăn cấm hành khách quốc tế để ngăn virus lây lan. Trong tháng qua, Trung Quốc phải chống chọi với một loạt các đợt bùng phát địa phương. Trung Quốc đã tìm cách thúc đẩy lập luận rằng virus corona đã xuất hiện bên ngoài Trung Quốc trước khi phát hiện tại Vũ Hán. Truyền thông nhà nước loan tin về sự hiện diện của virus trên các gói thực phẩm đông lạnh nhập khẩu và viện dẫn những tài liệu khoa học rằng virus đã luân chuyển tại châu Âu vào năm 2019.